Cô chào tất cả các em học sinh khối lớp 3 trường tiểu học Chung Nhất. Cô rất vui được gặp lại các em trong tiết động đất ngày hôm nay. Và các em ơi, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta thì những thứ nào là cần thiết nhất hả các em? À, như vậy. Những thứ mà cần thiết nhất trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đó gồm có nước, thức ăn và không khí. Nếu con người của chúng ta thiếu một trong các thứ trên thì chúng ta sẽ không sống và tồn tại được. Và các em ạ, nước là một phần rất quan trọng đối với cơ thể của chúng ta, chiếm tới 70% là nước. Vậy chúng ta cần phải giữ gìn và bảo vệ nguồn nước như thế nào? Thì hôm nay cô sẽ cùng các em tìm hiểu qua bài học tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi vào hoạt động thứ nhất, vai trò của nước đối với đời sống. Và đây là chín bức tranh ảnh mà cô đã chụp được. Và bây giờ cô yêu cầu các em hãy quan sát các tranh ảnh và cho biết nước được sử dụng vào những việc gì trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta nhé. Các em sẽ quan sát ba bức ảnh đầu tiên. Bức ảnh thứ nhất, các em quan sát thật kỹ. Và bức ảnh thứ hai. Và bức ảnh thứ ba. Cô giới thiệu cho các em ba bức ảnh tiếp theo. Các em quan sát thật kỹ. Bức ảnh thứ tư, bức ảnh thứ năm và bức ảnh thứ sáu. Các em quan sát thật là kỹ cho cô. Và cô giới thiệu với các bạn ba bức ảnh tiếp theo. Các em quan sát thật kỹ nhé. Xem người này đang làm gì. Bức ảnh tiếp theo. Quan sát xem trong ảnh có gì nào. Và bức ảnh cuối cùng. Các bạn quan sát xem mọi người đang làm gì. Rồi, các em ghi nhớ được hình ảnh của 9 bức tranh trong hình chưa nào? Bây giờ chúng ta khái quát lại một lần nữa nhé. Hình ảnh thứ nhất. Hình ảnh thứ hai, hình ảnh thứ ba, hình ảnh thứ tư, hình ảnh thứ năm, hình ảnh thứ sáu, hình ảnh thứ bảy, hình ảnh thứ tám và hình ảnh thứ chín. Rồi các em đã nhớ được chưa nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm xem trong ba bức ảnh này mọi người đang làm gì nhé. Rồi các em có câu trả lời của mình chưa? Và đây là câu trả lời của cô. Trong bức ảnh thứ nhất nói về mọi người đang tắm rửa các em. Và các em thấy mọi người sử dụng nước ở đây như thế nào nè các em? Tiết kiệm hay là lãng phí nào? À, mọi người sử dụng nước ở nơi công cộng nhưng mà rất là lãng phí đúng không các em? Để cho nước chảy bừa bãi. Và hình ảnh thứ hai là một bạn đang uống nước. Và hình ảnh thứ ba là một bạn đang giặt quần áo. Như vậy qua ba bức ảnh trên chúng ta đã biết nước là nhu cầu cần thiết cho cuộc sống hàng ngày của con người. Nếu chúng ta không có nước để sử dụng thì sẽ xảy ra những điều gì, phải không các em? Và đây là ba bức hình tiếp theo. Các em đã đoán được ở bức hình thứ tư, bức hình thứ năm và bức hình thứ sáu nói về nội dung gì chưa? À, ở bức hình thứ tư là chú công nhân đang tưới cây ở bên đường. Và bức hình tiếp theo
là một cái hồ cá cảnh. Như vậy thì cá cũng như con người của chúng ta cũng rất là cần phải có nước thì chúng mới sống được. Và bức hình thứ sáu, đây là hình ảnh những người nông dân đang cấy lúa ở ngoài đồng, ngoài ruộng. Và những cây lúa này cũng phải nhờ có nước thì mới sống và phát triển được. Như vậy qua ba bức hình vừa rồi, chúng ta biết nước được dùng để chăm sóc cây trồng và động vật. Và trong ba bức ảnh tiếp theo, các em đã đoán được là nước dùng trong việc gì chưa? Và đây, ở bức hình thứ bảy, nước dùng để giã gạo. Các em thấy này, người ta dùng nước để giã gạo này. Người ta sẽ không có dùng tay để giã mà dùng cái lực của nước các em. Và đây các em nhìn thấy trong cái phần đây này các em, là cái đồ vật dụng mà bằng những người người ta thiết kế là bằng gỗ và tre đó, và người ta lợi dụng cái sức nước chảy để nó giã được cái gạo ở trong cái cối này này các em. Đấy, và đây là cái chày này, nó sẽ giã xuống đây chứ người ta không phải dùng sức lực để người ta giã, các em nhớ nhé. Và trong bức hình thứ 8, đây là bức hình nói về cái sự tạo ra sức của nước. Và bức hình thứ 9 nói về những người thợ hồ đang dùng nước để trộn xi măng, cát để làm vữa xây nhà. Và qua ba bức hình này thì chúng ta biết được nước được dùng trong sản xuất và xây dựng. Và đây là một bức ảnh chụp nhà máy thủy điện ở Sơn La. Cô muốn giới thiệu cho các em. Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu và chúng ta biết nước là nhu cầu cần thiết cho cuộc sống hàng ngày của con người. Nước được dùng để chăm sóc cây trồng và động vật, và nước được dùng trong sản xuất và xây dựng. Như vậy chúng ta thấy nước là nhu cầu không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, phải không các em? Và chúng ta hãy tưởng tượng, hãy tưởng tượng rằng nếu một ngày khi tỉnh dậy, chúng ta không còn nước để dùng, không còn nước trong cuộc sống chúng ta, thì điều gì sẽ xảy ra? Các em thử đưa cái tưởng tượng vào trong tâm trí của mình và mình nghĩ nếu một ngày nào đó mình tỉnh dậy, mình không có nước để mình sinh hoạt và sử dụng thì điều gì sẽ xảy đến với con người của chúng ta? Rồi, chúng ta hãy mở mắt và chúng ta chuyển sang hoạt động khác nhé. Cô muốn giới thiệu cho các bạn. Trên trái đất của chúng ta thì phần lớn là nước biển và nước ngọt thì chiếm tỷ lệ rất là ít. Đây các em thấy, nước ngọt rất là ít. Nên chúng ta cần phải sử dụng thật là tiết kiệm, vừa đủ, và chúng ta cần phải bảo vệ nguồn nước sử dụng của chúng ta để chúng ta không bị ô nhiễm và chúng ta sử dụng để hiệu quả và mang lại kết quả và sức khỏe cho con người của chúng ta. Vừa tìm hiểu qua đợt hoạt động 1, bây giờ cô cùng các em qua hoạt động thứ hai để tìm hiểu thực tế sử dụng nước hiện nay của dân tộc ta. Ở hoạt động 2, em hãy viết chữ đúng sai để nhận xét hành vi trong các trường hợp sau. Nếu mà em đồng tình thì em ghi chữ đờ. Còn nếu em không đồng tình thì
thì em sẽ ghi chữ S. Và đây là các bức ảnh cô muốn giới thiệu cho các em. Các em quan sát thật kỹ. Bức ảnh thứ nhất, bức ảnh thứ hai, bức ảnh thứ ba. Quan sát sang bức ảnh thứ tư. Và quan sát đến bức ảnh cuối cùng. Rồi, bây giờ cô sẽ cùng các em đi vào nội dung của bức tranh thứ nhất. Các em chú ý nhé. Đây là một cái giếng công cộng để cho mọi người dân cùng đến đây sử dụng nước, như là lấy nước về để nấu ăn, tắm, giặt, rửa rau. Và thời xưa ở vùng nông thôn thì cứ mỗi làng lại có một cái giếng công cộng như thế này, và mọi người đến đây gánh nước về để sử dụng. Và các em thấy trong cái bức tranh này, người ta đã đề là giếng nước ăn. Nhưng đây, các bạn nhìn đây, có một bạn nhỏ đang lấy nước làm gì các em biết không? À, như vậy bạn đang lấy nước để tắm cho trâu á. Và cái nước tắm của trâu này sẽ lại chảy từ trên bờ xuống dưới giếng. Như vậy các em thấy việc làm của bạn này đúng hay là sai? Các em suy nghĩ và trả lời nhé. Và câu trả lời của cô là sai. Vì khi tắm, nước trâu chảy xuống hồ như này rất là ô nhiễm và làm bẩn nguồn nước. Mọi người sẽ ra đây lấy nước này và về sử dụng thì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Và chúng ta biết là không nên tắm cho trâu bò ngay cạnh giếng nước vì sẽ làm bẩn nước giếng, ảnh hưởng tới sức khỏe của con người. Các em có cùng câu trả lời với cô không nào? Và chúng ta sang bức tranh thứ hai. Đây là một bức tranh nói về cuộc sống của những người ở ven sông. Và các bạn nhìn ở cái góc bên đây, các bạn thấy có một người đang đẩy một cái xe bò và đổ rác xuống cái dòng sông. Và bên đây, các bạn nhìn bạn này đang làm gì đây? À, bạn này cũng mang rác của nhà mình ra đổ. Như vậy, theo các bạn, hai người này làm công việc như vậy thì có nên không? Các em cùng đưa ra câu trả lời nhé. Và đây là đáp án của cô là sai. Và chúng ta biết là không nên vứt rác bừa bãi là việc làm tốt để bảo vệ nguồn nước không bị ô nhiễm. Chúng ta nên có ý thức bỏ rác đúng nơi quy định, không đem đổ bừa bãi ra sông như thế này sẽ làm ô nhiễm nguồn nước ở dưới sông. Và đây là bức tranh thứ ba. Các bạn quan sát. Đây là một cái thùng đựng rác các em. Và người ta đã ghi những dòng chữ là thùng đựng vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật. Như vậy thì cái thùng này chỉ chuyên để dành để bỏ những cái vỏ đựng bao thuốc thực vật là thuốc trừ sâu các em, để người ta phun lúa hay là phun những cái cây hoa màu, cây trồng để cho sâu nó chết á. Còn cái vỏ thì người ta dục vào đây. Đấy, chứ người ta không vứt bừa bãi trên sông hoặc là trên ruộng đồng. Đấy, các em thấy. Vậy thì đây là một hành vi tốt hay xấu các em nào? À, rất là tốt và đẹp, đúng không nào? Vậy cô đưa ra đáp án là đúng. Các em có chọn cùng đáp án với cô không nào? À,
Vậy thì chúng ta biết được là cần phải bỏ vỏ chai đựng thuốc trừ sâu vào thùng rác riêng là việc làm đúng vì đã giữ sạch nguồn nước không bị ô nhiễm. Các em nhớ nhé. Và đây là bức tranh thứ tư. Các em quan sát bạn này đang làm gì nào? À, bạn đang rửa rau. Và các em chú ý cái vòi nước bạn xả này. Bạn xả nước rất là nhiều, chảy tràn chậu và chảy lênh láng ra ngoài. Như vậy thì bạn này đã sử dụng nước tiết kiệm chưa? Các em đưa ra câu trả lời của mình nhé. Và đáp án của cô là sai. Chúng ta để nước chảy tràn là việc làm sai vì đã lãng phí nước sạch. Và đây là bức tranh thứ năm. Các em quan sát thấy bạn trong hình. Bạn đang thò tay vào trong một thùng nước uống ở nơi công cộng đó các em. Vậy hành vi của bạn có nên không nào? Các em có câu trả lời chưa? Và câu trả lời của cô là sai. Cho tay vào thùng nước như bạn nhỏ này là làm nước mất vệ sinh và là chưa biết bảo vệ nguồn nước đó các em. Vì để cho những người khác uống phải nguồn nước bị ô nhiễm như thế này thì không tốt cho sức khỏe các em nhé. Và các em không nên làm những cái hành động giống như bạn nhỏ trong bức tranh nhé. Và cô giới thiệu cho các bạn bốn bức tranh tiếp theo. Các em quan sát đây là những cái lu đựng nước của người dân. Thời xưa người ta hay đựng nước ở trong lu á các em. Các em quan sát nguồn nước nhé. Bức tranh thứ nhất. Và đây là bức tranh thứ hai. Các em quan sát thấy cá lúc ở trong hồ lúc này đang chết nổi lên rất là nhiều đúng không nào? Vậy chứng tỏ nguồn nước ở đây có sạch không ạ? À, chứng tỏ là nguồn nước ở đây lúc này rất là ô nhiễm. Phải không các em? Và đây bức tranh tiếp theo cô muốn giới thiệu cho các bạn. Đây là nước xả của một khu công nghiệp. Các em nhìn thấy nguồn nước ở đây rất là bẩn và để xả ra ngoài như thế này thì điều đó là không nên đúng không nào? Và đây bức tranh cuối cùng các em quan sát nguồn nước ở trên sông lúc này rất là đen, chứng tỏ là nước ở đây rất là dơ bẩn và bị ô nhiễm. Như vậy qua bức 4 bức ảnh vừa rồi thì chúng ta thấy nguồn nước ở đây rất là bẩn và nước đã bị ô nhiễm. Và đây là một bức hình. Các bạn hãy xem. Đây là một cái vòi nước ở nơi công cộng các bạn này. Và các bạn quan sát thật kỹ ba bức hình của ba bạn. Và cô muốn nhắc cho các bạn, chúng ta nhìn vào bức hình mà bạn nhỏ này đang tắm này các em. Bạn mở vòi nước thật là to và nước chảy lênh láng hết cỡ để ngồi nghịch. Và khi một người mà sử dụng nước quá nhiều như vậy thì những bạn ở những cái vòi kế tiếp và những vòi ở trên như thế này thì có còn nước để sử dụng không các bạn? À, như vậy chúng ta nhìn thấy nếu mà một người mà ý thức kém sử dụng nước nhiều như vậy thì đến những người sử dụng nước tiếp theo sẽ không còn nhiều nước để sử dụng nữa. Và nước sẽ chảy từng giọt như thế này. Chứng tỏ là nước ở đây đã dần cạn kiệt và hết. Như vậy, chúng ta hãy tiết kiệm nước các em nhé. Và chúng ta đã biết nước rất cần cho cuộc sống và nước rất khan hiếm. Như vậy, chúng ta phải có ý thức tiết kiệm khi sử dụng. Và chúng ta phải bảo vệ nguồn nước không bị ô nhiễm.
để chúng ta sử dụng, mang lại sức khỏe tốt hơn các em nhé. Cảm ơn cô sẽ cho các em xem video. Nếu mà chúng ta sử dụng nước không tiết kiệm và không có ý thức giữ cho nguồn nước của chúng ta được sạch sẽ, thì sẽ có một ngày chúng ta không còn nước để sử dụng và chúng ta sẽ phải sử dụng những cái nguồn nước bẩn trong cuộc sống hàng ngày. Và đây là hình ảnh tượng trưng. Nếu một ngày nào đó chúng ta không biết yêu quý và bảo vệ nguồn nước sạch thì chúng ta sẽ phải dùng những ly nước bẩn như thế này. Và các em tưởng tượng nếu chúng ta uống những ly nước bẩn như thế này vào trong cơ thể của chúng ta thì cơ thể của chúng ta sẽ như thế nào? Sẽ rất là có hại cho sức khỏe, phải không các em? Và các em đã biết vừa rồi ở miền Tây của chúng ta nguồn nước đã bị ngập mặn đấy các em. Người dân không có nước để sinh hoạt. Và mọi người trên đất nước của chúng ta đã kêu gọi những mạnh thường quân, những nhà hảo tâm đã lắp đặt những cái máy xử lý nước ngọt và đã chở những can nước ngọt từ những nơi khác tới để cho người dân ở miền Tây được sử dụng nước ngọt để không có bị thiếu nữa. Như vậy các em thấy nếu mà chúng ta không biết sử dụng nguồn nước sạch một cách tiết kiệm và không biết bảo vệ nguồn nước sạch thì sẽ có một ngày nào đó chúng ta sẽ không còn nước để sử dụng và chúng ta sẽ uống và sử dụng những ly nước bẩn như thế này. Cô hy vọng các em sẽ là những hiệp sĩ để bảo vệ nguồn nước các em nhé. Và chúng ta cùng nhau bước sang hoạt động 3, bày tỏ ý kiến. Chúng ta hãy bày tỏ ý kiến bằng cách đúng thì chúng ta ghi chữ đờ và sai thì chúng ta ghi chữ sờ. Và ở đây, cô có ý kiến thứ nhất, nguồn nước cần được giữ gìn và bảo vệ cho cuộc sống hôm nay và mai sau. Và tiếp theo, nước sạch không bao giờ cạn. Nước thải của nhà máy, bệnh viện cần được xử lý. Nước giếng khơi, giếng khoan không phải trả tiền nên không cần tiết kiệm. Gây ô nhiễm nguồn nước là phá hoại môi trường. Và sử dụng nước ô nhiễm có hại cho sức khỏe. Đây là những cái ý kiến mà cô đưa ra. Vậy các em hãy bày tỏ ý kiến của mình bằng cách chúng ta sẽ chọn đúng thì chúng ta ghi chữ đờ và sai chúng ta ghi chữ sờ nhé. Rồi cô sẽ chờ các em trong giây phút. Các em trả lời xong câu trả lời của mình chưa? Và đây là đáp án của cô. Cô đưa ra đáp án đúng. Nguồn nước cần được giữ gìn và bảo vệ cho cuộc sống hôm nay và mai sau. Và nếu chúng ta không giữ gìn thì có một ngày chúng ta sẽ bị cạn kiệt, đúng không các em? Các em có cùng đi với ý kiến của cô không nào? Và câu trả lời thứ hai của cô là sai. Nước sạch không bao giờ cạn. Như các em đã thấy, nước ngọt của chúng ta chiếm tỷ lệ rất là ít. Nên chúng ta phải sử dụng thật là tiết kiệm. Còn nếu chúng ta sử dụng lãng phí thì chúng ta sẽ bị cạn kiệt. Ha. Và câu trả lời tiếp theo cô chọn là đúng. Bởi vì nước thải của nhà máy và bệnh viện cần được xử lý. Còn nếu không xử lý mà thải ra môi trường thì sẽ làm cho môi trường bị ô nhiễm.
cá sẽ bị chết và con người sẽ bị nhiễm độc và bị bệnh. Và câu trả lời của cô tiếp theo là sai, vì nước giếng khơi, giếng khoan không phải trả tiền nên không cần tiết kiệm. Dù là giếng khơi hay giếng khoan hay là bất kỳ nguồn nước nào, chúng ta đều phải trả tiền các em ạ. Bởi vì giếng khơi và giếng khoan thì chúng ta cũng phải dùng sức để chúng ta gì múc nước nè, rồi chúng ta cũng phải dùng tiền điện để chúng ta bơm nước nè, thì chúng ta cũng vẫn phải lãng mất tiền mất sức. Do đó chúng ta cần phải 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 tiết kiệm để cho nguồn nước của chúng ta sẽ còn dồi dào để chúng ta có thể sử dụng mãi, và chúng ta còn tiết kiệm được nhiều khoản tiền ở trong cái hoạt động này khi mà chúng ta sử dụng giếng khơi và giếng khoan các em ạ. Và ý tiếp theo, cô chọn đáp án là đúng. Bởi vì nếu mà chúng ta sử dụng nguồn nước mà chúng ta làm cho nguồn nước bị ô nhiễm thì chúng ta đã chính là đang phá hoại môi trường. Và câu tiếp theo, nếu chúng ta sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm thì rất là có hại cho sức khỏe. Như vậy qua bài học này, các em đã chọn ý kiến của mình có giống với ý kiến của cô không? Và đây, cô cho các bạn xem lại hình ảnh lúc nãy chúng ta quan sát, là chúng ta biết đây là nước thải của nhà máy và ở bệnh viện người ta xả thải ra môi trường bên ngoài. Và chúng ta biết được là những cái nguồn nước thải như thế này thì chúng ta cần phải được xử lý, sau đó chúng ta mới thải ra môi trường. Và đây các em thấy, nếu mà không được xử lý và thải ra môi trường trực tiếp như thế này thì nguồn nước này sẽ bị ô nhiễm và chúng ta đang phá hoại môi trường và hủy hoại, hủy diệt những cái sinh vật. Mà cụ thể đây các em thấy, đó là cá chết hàng loạt. Mà cá là một cái nguồn thức ăn cung cấp rất là nhiều dinh dưỡng cho con người. Nếu chúng ta để cá chết như thế này thì con người của chúng ta sẽ cạn kiệt về lương thực và thực phẩm, đúng không các em? Và đây là bức ảnh, người ta ghi thông điệp là hãy bảo vệ nguồn nước. Như vậy thì cô mong tất cả chúng ta sẽ giống như cái người cổ động viên này, luôn luôn đi tuyên truyền cho mọi người là phải bảo vệ nguồn nước thật là trong sạch. Và đây cô cho các em xem bốn bức ảnh chụp và các em hãy nêu ra cái ý kiến của mình. Các em quan sát một cô gái rất là xinh đẹp đang rửa tay với vòi nước như thế nào. Khi chúng ta rửa tay mà chúng ta đang rửa xà bông mà chúng ta để vòi nước chảy như thế này thì theo các bạn chúng ta có nên làm như vậy không? Và đây các bạn quan sát sang bức hình thứ hai. Một người cầm một cái xô rác để đổ xuống dòng sông như thế nào? Và bức hình tiếp theo các bạn thấy, đây là những cái hành động không tốt, không đẹp của những người nông dân khi đi phun thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng. Và những cái vỏ thuốc như thế này thì người ta giục ngay ra những cái nơi công cộng như thế này. Và bức hình thứ tư, các em đã quan sát lúc nãy, các em thấy đây là những cổ động viên đang đi tuyên truyền mọi người hãy bảo vệ nguồn nước. Đó, các em có câu trả lời cho bức hình thứ nhất chưa nào? Như vậy thì câu trả lời của cô là mở nước chảy khi chưa sử dụng là lãng phí. Như vậy chúng ta cần lên án cái hành vi vừa rồi của cô gái nhé. Và chúng ta mở nước
thật là vừa, vòi nước vừa đủ để chúng ta sử dụng. Và chúng ta sẽ tắt vòi nước khi chúng ta không sử dụng. Và trong bức hình thứ hai, nói lên là đổ rác xuống sông làm ô nhiễm nước. Chúng ta không nên có những cái hành động giống như bạn nhỏ trong bức hình thứ hai nhé. Và nếu chúng ta thấy vứt vỏ chai xuống thuốc trừ sâu bừa bãi ở đồng ruộng sẽ làm nước bị nhiễm độc. Như vậy thì chúng ta lên án cái hành vi của những người mà đã vứt vỏ chai thuốc sâu ra những nơi công cộng như trong bức hình vừa rồi nha. Và chúng ta hãy là những cổ động viên, là những người luôn tuyên truyền cho mọi người cùng chung tay để bảo vệ nguồn nước. Và đây, cô cho các bạn xem một cái bức ảnh chụp một cái vòi nước mà cứ để chảy thoải mái mà không ai sử dụng như thế này. Thì theo các em như này có lãng phí nước không nào? À, rất là lãng phí phải không các em? Như vậy, ở trong trường học, nhiều khi cô thấy không có ai đứng rửa tay, nhưng mà vòi nước cũng cứ để chảy tự nhiên như vậy á các em. Và nếu chúng ta gặp tình huống như thế này thì chúng ta sẽ phải làm gì? Các bạn thử suy nghĩ xem. À, nếu chúng ta gặp những tình huống mà không có người sử dụng nước mà vòi nước chảy như vậy thì chúng ta sẽ đến và chúng ta tắt cái vòi nước đi. Ha. Và chúng ta luôn luôn nhắc nhở nhau để chúng ta sử dụng nước thật là tiết kiệm, vừa đủ. Và chúng ta chỉ sử dụng khi nào cần thiết. Và chúng ta phải khóa vòi nước khi chúng ta không sử dụng các em nhé. Và chúng ta cùng nhau chuyển sang hoạt động thứ tư, là những việc làm nào phù hợp thì chúng ta hãy viết vào những cái cột dưới đây. Ở cột thứ nhất nói về việc làm tiết kiệm nước. Cột thứ hai, việc làm gây lãng phí nước. Việc làm thứ ba, bảo vệ nguồn nước. Và việc làm thứ tư, gây ô nhiễm nguồn nước. Các em cùng suy nghĩ và chúng ta đưa ra các câu trả lời, sau đó chúng ta viết vào trong những ô này. Các em suy nghĩ trong giây phút nhé. Và đây là câu trả lời của cô. Những việc làm tiết kiệm nước. Thứ nhất là sử dụng nước hợp lý đúng mục đích. Rửa tay xong, khóa vòi nước ngay, không để nước tràn ra ngoài và không sử dụng nước bừa bãi. Việc làm gây lãng phí nước là sử dụng nước bừa bãi không hợp lý, rửa xong không khóa vòi nước, chơi nghịch làm hỏng ống dẫn nước. Và việc làm bảo vệ nguồn nước đó là không vứt rác thải xuống nguồn nước, phải xử lý rác thải nước thải, không phun thuốc trừ sâu bừa bãi. Và việc làm gây ô nhiễm nguồn nước đó là thải nước từ các nhà máy, bệnh viện chưa xử lý ra nguồn nước, đổ rác thải vứt xác động vật xuống nguồn nước và đánh bắt cá bằng mìn. Và chúng ta cùng chuyển sang hoạt động thứ năm, đó là xử lý các tình huống sao cho phù hợp. Tình huống thứ nhất, sau giờ ra chơi, Khôi chạy đến bình nước uống của lớp, rót đầy một cốc. Khôi chỉ uống có một nửa và định đổ đi. Lúc đó em vừa đến và em sẽ nói gì với bạn? Các em cùng suy nghĩ. Và câu trả lời của cô, khi thấy bạn Khôi có hành vi như vậy thì chúng ta sẽ khuyên bạn lần sau nên lấy đủ nước uống, không nên lấy dư rồi đổ đi vì như vậy sẽ rất là lãng phí nước. Và cô thấy cái tình huống vừa rồi trong trường học của chúng ta rất là hay xảy ra. Như vậy thì nếu chúng ta gặp những cái tình huống
tương tự như thế này thì chúng ta cần nên khuyên bạn mình là cần lấy đủ nước uống thôi, không nên lấy dư rồi đổ đi như vậy vì rất là lãng phí nước các em nhé. Và sang tình huống vừa rồi thì chúng ta cần biết được nước là tài nguyên quý, nguồn nước trong cuộc sống chỉ có hạn, do đó chúng ta cần có ý thức sử dụng hợp lý, tiết kiệm và có trách nhiệm bảo vệ nguồn nước không bị ô nhiễm. Và hoạt động cuối cùng đó là hoạt động nối tiếp. Em hãy biết sử dụng tiết kiệm nước ở trường, ở gia đình chưa? Hãy đánh dấu cộng vào ô trống trước những việc mà em đã làm để tiết kiệm nước. Dùng nước xong, khóa ngay vòi nước, không để nước chảy tràn vào bể. Không xả nước lênh láng để nghịch, nhắc nhở mọi người không được lãng phí nước. Các em cùng suy nghĩ và cùng làm bài nào. Và bài học của chúng ta hôm nay, cô muốn nhắn nhủ với các em, nước là tài nguyên quý và chỉ có hạn. Vì vậy chúng ta cần phải sử dụng hợp lý, tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước không bị ô nhiễm. Tiết học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Cô thân ái chào tất cả các em học sinh khối lớp 3 trường tiểu học Trung Nhất. Hẹn gặp lại các em trong tiết học sau. Cô thân ái và chào tạm biệt.